Anh đúng không? Đó, rồi đó. Đây là thằng 16. Còn con bé con đây luôn nè. Vô bé con cũng đây luôn. Rồi, khỏe. Xuống luôn. Rồi. Đây, thằng con đây gấp đẹp. Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mình làm một cái nỏ bẻ sắt lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái lúc trước mình cũng có làm một cái hai cái nỏ bẻ sắt, nhưng mà làm cái đó là cái mẫu cũ. Hôm nay mình sẽ làm một cái mẫu mới để bẻ sắt từ 18 phi 18 đổ lại nha. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị hết rồi để nó không mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn xem. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái miếng thép là nó dày khoảng 4 ly. 4 ly. Đây là hai miếng nè. Đó. Rồi ở đây mình có tiện một cái khâu, một cái ổ đạn để mình chịu lực để bẻ cho nó nhẹ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình có một cái khâu đạn, một cái khâu chỉ để chặn cái bạc đạn nè. Đó, thì bạc đạn này thì mình xài là nó là bạc đạn là 62. Đây. Mình nét được. 6204 nha. Đó, bạc đạn Nhật 6204. Thì nó hai cái. Mình dùng là hai cái. Đó. Ở đây mình có hai cái khâu. Hai cái khâu để độn sắt nha. Và đây cũng hai khúc thép để mình làm một cái cỡ để mình bẻ sắt đó. Dạ. Rồi tiếp tục đây là một có hai mùi lon để một lát rồi mình làm cho cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi ở đây là mình có một cái khúc thép, đó, một cái khúc bằng thép nha. Thì mình đã tiện vớt lại là lỗ 20 để dùng cho cái bạc đạn này. Đó, bạc đạn này thì trong cái khâu này thì toàn bộ những cái này là mình khoan lỗ này là 25. Tại vì cái cốt này nó là bằng 25 nên mình dùng 25 cho nó chịu lực cứng nha, để mình bẻ không bị giạt đầu cu đê, bẻ ăn lờ gì cũng được. Đó. Rồi thì mình giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn chung thì một lát nữa mình làm sẽ hoàn thiện và mình test ra cho cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp giai đoạn để mình gáp cái nỏ bẻ sắt lớn nha. Rồi cô chú và anh chị và các bạn xem video mình thấy hay hữu ích, nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi. Đây là mình dùng chữ C nha. Thì cái chữ C này là 80 nha, trên là chữ 8 nha.
Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái bằng nỏ bẻ sắt lớn nha của chú anh chị. Ở đây mình có sắt. Đội sắt sắt 18 không có nha. Thì sắt 16 nè. Tiêu rồi. Đây sắt 16. Này là sắt 16 nè. Đó, đây là sắt 12. Đây là sắt 10. Giờ mình vẽ cây sắt 10 trước. Rồi hạ xuống. Rồi. Rồi vẽ rồi. Đáp xuống, đáp lấy. Ừ. Đáp chứ. À. Qua chút xíu nữa. Chưa chưa. Hả à, lên trước, lên chút xíu. Rồi, nhấn vào cho cái nhẹ thôi. Rồi. Đây là sắt 10 nha. Rồi, 12. Rồi. Vẽ. Rồi. Đó. Đó. Rồi. Đây là sắt 12 nha. Rồi cái 16 luôn. Chưa. Rồi. Rồi. Mạnh. Mạnh lên. Xuống luôn. Đó. Rồi. Đó. Đây là sắt 16. Rồi muốn vẽ co lên luôn. Nè. Vô nghe co cu đây luôn. Rồi, vẽ. Đó, xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Rồi, rồi. Đây. Đây một cu đê rất đẹp. Đó, thì cái này thì nó mình làm nó từ vật đạn luôn nha. Trong này ổ đạn luôn. Thì hồi nãy mình có review rồi đó. Thì toàn bộ là xài đạn. Đó, thì bây giờ vẽ được cái sắt 16 nè. Tại vì do không có sắt 14 với 18 ở đây. Nếu có ở đây mình cũng test cho cô chú anh chị và bạn xem luôn. Đó. Rồi, video mình cũng kết thúc nha. Về hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.